Cô ơi, cái thằng điên này. Này, cái thằng mù kia, mày chui từ đâu ra đấy? Trời ơi nó, mắt mày để ở trên trán nào mà mày không nhìn thấy tao? Cái quái quỷ gì thế này không biết được nữa. Chị ơi, chị cho em xin lỗi vậy. Trời nắng quá thế em định lau mồ hôi. Thế em không ngờ sau xe nó nặng như vậy, thế xe nó bị lật. Tao không cần quan tâm cái câu chuyện của mày. Bây giờ mày muốn giải quyết như thế nào đây? Chị ạ, chị xem nào giải quyết cho em đền tiền chị được không ạ? Đền tiền á? Mày nghĩ là mày có đủ tiền để đền tao à? Chưa kể tổn thất về tinh thần, riêng cái bộ quần áo của tao đang mặc, mày nghĩ là mày có đủ tiền để đền không hả? Dạ vâng, em sẽ đền tiền chị ạ. Đâu? Tiền của mày đâu? Mang ra xem nào. Tôi chết rồi. Hôm nay lại quên mang ví. Chị có thể nào chờ em một chút để em chạy về nhà. Này, mày đang đùa với tao đấy à? Dạ đâu ạ, em có nhờ với chị đâu ạ. Chồng ơi, ra đây mà bảo này. Chồng ơi, có đứa đấy bắt nạt vợ này. Chị em xin lỗi chị tha cho em với chị ơi. Cầm mồm. Thằng nào bắt nạt vợ? À, để anh đập chết nó, thằng nào. Nào, chồng, cái thằng danh con này, không biết nó từ đâu nó đi ra, nó làm bẩn hết cái gì ở người em đây này. Chồng, anh phải xử lý nó cho em, anh phải cho nó một trận ra bã cho em. Mày khoan đã, từ từ, có chuyện gì thì bình tĩnh nói rồi cùng nhau giải quyết, đừng có động tay động chân như thế. Cô thì biết cái gì chứ hả? Thằng này nó nợ tiền của tôi đấy, có giỏi cô trả thay nó đi. Anh ấy nợ tiền chị bao nhiêu tôi sẽ trả, cũng không ít. Nhưng mà thôi, lấy cho tròn 10 triệu. Cái gì cơ? 10 triệu cơ? Làm sao? Đấy chỉ là tính tiền làm tổn hại đến nhan sắc, tinh thần và lại là tâm trạng của tôi thôi đấy. Hay là cô thấy nó rẻ quá, cô định trả thêm tiền đấy à? Nhìn cô cũng có tiền đấy chứ. Thôi được rồi, tôi trả. Chồng thấy vợ mặc cái váy này có đẹp không? Ui ôi, vợ anh mặc cái gì đẹp nha, cả khu phố này không ai đẹp bằng vợ của anh. Chứ còn gì nữa. Đấy, thấy chưa? Mua váy bằng tiền của người khác đẹp hơn hẳn chồng nhở? Ừ. Mà cái con Chi kể ra nó cũng dại trai phết đấy nhở? Đã ngu lại còn dại trai. Nó cứ kiểu như này á, có giàu hơn nữa thì cũng thành nghèo rớt cùng tôi mà xem. Mà vợ này, nó ngu như thế mình mới được lãi còn gì nữa. Vợ mới có tiền mua cái váy mới đẹp này để mặc chứ đúng không? Mà này, chồng biết vợ mua cái váy này bao nhiêu tiền không? Dạ. Có 200.000 đấy. Ừ. Thế là lời ra được mấy chục lần đấy. Đẹp thật đấy. Này, cô Chi đi làm sớm thế. Lại đây, xem cái váy tôi mới mua này, có đẹp không? Dạ vâng, đẹp thật. Mà em xin phép đi trước, trên công ty em còn có nhiều việc ạ. Làm gì mà đi vội thế, cứ từ từ đã. Dù gì thì cái váy này cũng mua bằng tiền của cô đấy. Cứ đứng ở lại ngắm một tí đã. Dạ thôi, để khi khác ạ. Hôm nay em có việc bận thật, em xin phép. Không biết là cô ấy có ở nhà không nhỉ? Này, anh làm cái gì mà cứ thập thập thò thò trước cửa người ta đấy? Anh cứ ăn trộm đấy à? Không phải, tôi đến đây cảm ơn vụ xe cắm lợn lần trước. Cô biết cô ấy ở đâu không ạ? Hóa ra là mày á? Này, sao lại nhìn ăn mặc ngon trai thế? Nhưng mà có phải là đến đây nhân tiện cảm ơn để có mà ve vãn nó không đấy? Chị có biết cô ấy ở đâu không ạ? Này, thôi, tao nói thật nhá. Nó chảnh lắm. Cái kiểu ngữ như mày ấy, không tán được nó đâu. Tốt nhất là đi về đi, thật đấy. Tôi nói rồi, hôm nay tôi ở đây chỉ để cảm ơn thôi. Thôi, không phải giải thích nữa đâu. Giải thích với tao làm gì nhiều. Nhưng mà tao cũng thấy lạ thật đấy nhá. Cái con bé đấy, nó có cái gì hay ho đâu. Sao lũ con trai chúng mày, đứa nào cũng cứ xá hết vào nó thế nhở? Tôi thấy cô ấy rất là tốt bụng, cho nên có người thích cô ấy là bình thường thôi mà. Tốt bụng á? Nó chỉ giả vờ thôi. Chứ cái con bé này á, nổi tiếng là chảnh chọe này, chanh chua này, xong rồi á, ki bo kẹt xỉn. Nói chung ấy, cả cái khu phố này của tôi, ai mà chả ghét nó. Chắc là hôm nay cô ấy không có ở nhà, tôi chờ lâu cũng không tiện. Vậy thôi, tôi xin phép về trước. Nó đi làm mà, có ở nhà đâu. Cậu đứng ở đấy, đợi từ giờ đến tối, chưa chắc đã gặp được nó đâu. Đi về đi. Chào cô. Cô nhận ra tôi không? Anh là... Tôi là người chở cảm lợn hôm trước được cô giúp đỡ đấy. Hôm nay tôi ở đây để cảm ơn cô.
À, hóa ra là anh à. Chuyện đấy tôi cũng chỉ tiện tay giúp thôi. Anh không cần phải mất công đến để cảm ơn tôi đâu. Cô sao thế? Cô bị ốm à? Hay là để tôi đưa cô đi bệnh viện nhá? Không cần đâu. Tôi chỉ là hơi mệt một tí thôi. Vào nhà nghỉ là khỏe ngay em mà. Đây là thông tin là của tôi. Nếu mà cô cần gì cứ gọi vào số trên này là được rồi. Tôi biết rồi. Vậy tôi xin phép. Này khốn nạn, lũ hám lợi này, bán thuốc giả hại chết này, người. Cô thôi đi. Chuyện này còn đang trong quá trình điều tra. Cô mà vu khống tôi là tôi kiện cô đấy. Đang điều tra? Báo đài bây giờ nó đang ầm ầm lên rồi đấy. Điều tra cái gì mà mày bảo mày kiện ai? Mày có giỏi mày đi kiện tất cả lũ của tao đi, để tao xem mày như nào nào. Thì ra là từ trước đến giờ chúng mày giàu có của ăn của để là vì bán thuốc giả lừa người à? Sống mà thất đức như thế chết quá đi. Này, dừng lại. Chị làm cái gì đấy hả? Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Chị là hàng xóm, không quan tâm ở hàn cô ấy thôi, để có bắt nạt cô ấy nữa. Chị coi là con người không à? Làm sao? Hàng xóm thì làm sao chứ? Bây giờ cô ấy sai, tất nhiên là phải chịu phạt rồi. Mà này, chuyện chẳng liên quan gì đến anh cứ xíu vào đây à? Mày muốn xíu vào chuyện của tao đâu không? Được rồi, để tao gọi chồng ra xử lý lũ chúng mày. Chồng ơi! Chồng! May cho chúng mày đấy nhá. Hôm nay chồng tao không có ở nhà. Nhưng mà chúng mày cứ đợi đấy. Tí nữa chồng tao mà về, tao gọi chồng tao ra cho lũ chúng mày một trận. Hãm! Cô làm sao không? Tôi không sao. Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Để tôi đưa cô ở nhà. Tại sao cô gặp rồi như vậy? Mẹ không nói cho tôi biết. Nói cho anh thì để làm gì đâu. Anh cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Hơn nữa nói ra ấy, thì cũng chỉ làm cho anh nghĩ thêm thôi. Thế thì chắc là cô chưa đọc các visit tôi đưa cô đúng không? Tôi là chủ tịch của SVM. Mối quan hệ của tôi rất là rộng. Nên có thể tôi giúp được cho cô đấy. Cái gì cơ? Anh là chủ tịch SVM á? Nhưng mà rõ ràng hôm trước tôi thấy anh để xe cám lợn mà. Đừng có nói đấy là việc làm thêm ngoài giờ nhá. Không phải. Hôm đấy tôi cùng một số anh em đi làm thiện nguyện. Thế là tôi gặp bà lão đấy. Thế bà lão chở vất vả quá. Thế là tôi mới ra tay giúp đỡ. Ai ngờ sau lại gặp biến cố như vậy đấy. Thế cái bà lão ấy đâu? Không đẩy cùng anh à? Đừng có nói là anh biết cả nhà bà lão ấy nhá. Tôi bảo bà ấy ghi địa chỉ. Rồi tôi nói tài xế đưa bà ấy về rồi. Lúc mà tôi trả xe cho bà thì xe cắm lợn bị đổ hết. Bà tiếc đứt ruột. Làm tôi áy náy theo. Anh đúng là tài lanh mà. Đã không biết ấy thì lại còn nhận nữa. Mà này, thế tại sao hôm đấy anh không thuê người trở về? Có phải là nhàn hơn không? Ừ nhờ. Cô nói tôi nhớ đấy. Tại sao tôi không thuê người trở về? Mất công cả buổi cuối cùng đổ hết đấy chứ. Tôi nghe mọi người nói là chủ tịch FVM rất là thông minh, lại còn tài giỏi trong việc kinh doanh nữa. Ai ngờ cũng có những lúc đầu óc anh không được nhạy bén cho lắm nhở. Thôi, nghe tôi nói này. Việc ở công ty, cô đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cứ để tôi giải quyết, được chưa? Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cũng nhờ có anh, thế nên là chuyện của công ty tôi mới giải quyết nhanh như vậy. Cũng may là anh tìm đến người vu oan cho công ty của tôi. Nếu không ấy, giờ này khéo khi tôi phải ra hầu tòa mất. Hôm nay anh ăn gì, thế anh cứ gọi đi, tôi khao. Được rồi, vậy tôi sẽ không khách sáo đâu. Hôm nay cô Chi cũng đến đây để ăn đấy à? À, mà nghe nói công ty của cô Chi được gỡ bỏ hiểu nhầm rồi nhở? Chúc mừng cô nhá. Cảm ơn cô. Mà cô Chi đây, nghe nói là có nhiều người theo đuổi lắm cơ mà. Tại sao lại đi quen cái thằng chở cắm lợn như thế này nhở? Như thế này có vẻ là không hợp lý cho lắm. Là con gái thì phải quen ai mà người ta có thể cho mình được một bờ vai vững chãi. Chứ còn cái mã đẹp trai mà không có tiền, một thời gian sau đấy thì cũng thành bãi cứt trâu mà thôi. Tôi thấy món này ngon đấy, cô muốn thử không?
Cũng được đấy, anh cứ gọi đi, xem còn món nào ngon nữa, gọi luôn một thể. Chồng, anh thấy em nói có đúng không? À, đúng rồi, vợ anh nói gì đúng là đúng vợ. Cả món này nữa này. À, chào cô. Ờ, muộn rồi, anh tới nhà tôi có chuyện gì không? Có cái đơn hàng của cô gửi nhầm sang nhà tôi. À, đang tiện là tôi mang sang đây cho cô. À, tôi vào nhà được chứ? Lâu rồi tôi không đi siêu thị nên là nhà chỉ còn mỗi trà thôi. Không biết là anh có uống trà. Cô ở nhà một mình à? Anh định làm cái gì đấy? Anh làm cái gì? Bỏ đi ra, tránh ra. Cứ bảo này, cô sẵn sàng chọn một cái thằng chở cám lợn để yêu ấy, tại sao không chọn làm người tình của tôi? Tôi vừa giàu có lại còn khỏe mạnh nhá, đáp ứng đủ hết nhu cầu cho cô đấy. Bỏ ra. Tôi không dám về nhà, anh có thể đến đón tôi được không? Em đang ở đâu? Tôi đang ở bên đường gần ngõ ở nhà tôi. Anh đến nhanh nhá. Được, tôi lập tức đến ngay. Không sao, không việc gì phải sợ, anh ấy sẽ đến nhanh mà. Sao? Có tôi ở đây rồi, tôi bảo vệ em. Nhưng mà tôi đã bị vấy bẩn mất rồi. Để tôi đưa em về tắm rửa, gột bỏ đi hết những thứ bẩn thỉu đấy nhá. Được rồi, chúng ta về thôi, về tắm thôi. Cô đây. Cô nước đi, ở nhà tôi rất là an toàn, thế nên là không có ai có thể hãm hại được cô nữa đâu. Cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn đâu, là chuyện mà tôi nên làm mà. Thôi, hôm nay cũng nhiều chuyện xảy ra rồi. Cô nghỉ ngơi sớm đi nhá. Tôi ra ngoài đây, có gì gọi tôi. Anh này, anh có thể ở đây cùng với tôi một lúc được không? Chứ tôi sợ ở một mình lắm. Được rồi, cô đi ngủ đi, tôi ngồi ở đây. Anh có biết kể chuyện không? Anh có thể kể cho tôi nghe được không? Nghe như thế thì dễ ngủ hơn. Ờ, nhưng mà tôi lại không nhớ câu chuyện nào cả. Hay là tôi lên trên mạng kể cho cô nghe nhé. Chuyện gì cũng được. Vậy tôi sẽ kể chuyện cô bé họ Lem. Tôi bắt đầu đọc nhá. Ngày xưa, ở một vùng nọ, có người đàn ông rất là giàu có. Hoàng tử và cô bé họ Lem sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Này, anh không thể ngồi yên một chỗ được à? Sao cứ đi đi lại lại trong hết cả mặt thế? Anh cứ làm việc của vợ đi. Thế rốt cuộc là anh bị làm sao? Có chuyện gì đây? Anh không bị làm sao cả. Vợ cứ làm việc của vợ đi. Này, có phải là anh có chuyện gì để giấu em được không? Anh mau nói đi. Anh không có việc gì giấu vợ cả. Vợ cứ kệ anh, vợ cứ làm việc của vợ đi, anh không đi nữa.
Các người vào nhà tôi làm cái gì đấy? Không thấy vợ chồng của tôi đang giải quyết chuyện gia đình đấy à? Đi về đi. Tôi cũng có chuyện hình sự, cần phải nói chuyện với chồng chị đấy. Cái gì? Chuyện hình sự á? Này, chồng tôi ở nhà suốt cả ngày, có liên quan đến hình sự bao giờ mà hình sự chứ? Chồng chị đã cưỡng hiếp cô Chi, nhưng mà không thành. Cưỡng hiếp cái mảng bối à mày à? Mày nói linh tinh cái gì đấy à? Tao đánh mày trận bây giờ. Thằng này, mày ăn nói bố láo bố tét ở đâu ra đấy? Mày ở đâu mà chui vào nhà tao? Sao mày đổ oan cho chồng tao đấy? Hai đứa chúng mày đi về ngay cho tao. Này, nếu mà hai người không giữ được bình tĩnh nói chuyện, tôi sẽ lập tức đi tố cáo công an về tội hành vi của chồng chị đấy. Mày nói đi, mày có bằng chứng gì? Bằng chứng của mày đâu? Tự nhiên mày đến đây mày vu oan giáo họa cho chồng tao là thế nào? Trong nhà tôi có camera. Này, tên khốn kia, anh lừa dối tôi từ bao giờ đấy à? Tôi lúc nào cũng tin tưởng anh, bảo vệ anh. Thế mà bây giờ thì sao? Anh lừa dối tôi như thế này à? Nói đi. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ rồi. Chúng ta có thể lập tức khởi kiện. Ngại quá. Tôi có thể vào trong nhà nói chuyện với mọi người một chút được không ạ? Cô đi vào đi. Chuyện là tôi... chuyện của tôi... Cô muốn xin tha thứ cho chồng cô đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Chị này, chị có thể nào tha thứ cho chồng tôi được không ạ? Đối với những việc anh ta đã làm với tôi không nghĩ là tôi có thể tha thứ được cho anh ta. Chị, em van chị, em xin chị, em biết là chồng em làm sai, thế nhưng em là vợ, không thể nào em nhìn anh ấy đi tù được. Em xin chị, em van chị tha cho chồng em nhé chị. Cô đứng lên đi đã. Vậy là chị đồng ý tha cho chồng em rồi đấy ạ? Tôi không thể nào mà tha thứ cho anh ta được. Chị, em xin chị ơi, bây giờ chỉ cần chị tha thứ cho vợ chồng em, chúng em nhất định, chúng em sẽ rời xa khỏi cái thành phố này, không xuất hiện ở trước mặt chị nữa. Hay là chị muốn em đi tù, hay là chị cho em đi tù thay chồng của em đi. Em xin chị, em van chị đấy. Tôi nên làm thế nào bây giờ? Chuyện này tôi không giúp em được, em phải tự quyết định thôi. Chị đồng ý tha cho chồng em nhá. Thôi được rồi, cô đứng lên đi, tôi đồng ý. Thật ạ? Chị đồng ý tha cho chồng em thật ạ? Tôi đồng ý tha cho anh ta, nhưng mà cô phải làm đúng theo những cái gì mà cô đã nói với tôi đây. Vâng, em biết rồi ạ. Bây giờ em sẽ đi luôn ạ. Anh có thể nói cho tôi biết, tôi tự lau được mà. Em mỏi chân không? Mình ra ghế đá kia ngồi nhá. Tôi có thể hỏi em một chuyện được không? Được chứ, anh hỏi đi. Tại sao em lại tha thứ cho anh ta? Thật ra là lúc đầu tôi không định tha thứ cho anh ta đâu. Nhưng mà sau khi thấy chị vợ của anh ta, chị ấy đến van xin tôi như thế. Mặc dù chị ấy rất ghét tôi, nhưng mà vì chồng, chị ấy có thể làm được điều đấy. Thế nên là tôi đã suy nghĩ lại. Tôi đã nghĩ là coi như là làm việc thiện để tích đức, tha cho họ một con đường sống, cũng coi như cho họ một cơ hội mới để làm lại cuộc đời. Này, anh làm cái gì đấy? Anh đừng tưởng tôi hiền mà dễ bắt nạt nhá. Anh dám hôn tôi à? Nếu mà là em ấy, thì anh nguyện để cho em bắt nạt anh cả đời.